Quân Tiến, bước vào. Tình huống mà rất hiếm hoi, các khôn đầu nỗ lực tranh chấp và đè của Văn Dũng. Đây là pha bóng mà thủ môn Đặng Đào đã có bàn dứt khoát và Quân Tiến. Thời điểm, xin chia buồn với những nỗ lực của các thủ môn Đặng Đào.